Các bạn, nay mình đi trên đường ha, mình quay lại cho các bạn xem. Thì các bạn thấy là theo nghị định của chính phủ á, sắp tới là cái thông tư 16 cộng á các bạn, tức là tất cả các gọi là ngăn sông cấm chợ đó các bạn. Thì hiện nay tất cả các chợ mở của tất cả các quận ở thành phố Hồ Chí Minh đều được chặn hết ha các bạn, coi như là không cho buôn bán luôn ha các bạn, để một bằng mọi giá đợt này là phải dập được dịch. Thì các bạn thấy ở đây là quận chợ Tân Phú 1 thôi các bạn. Chợ Tân Phú 1 thì hiện nay ở chợ Tân Phú 1 có một số ca nhiễm Covid đó các bạn. Cho nên rằng là cái khu vực này chợ người ta sẽ đóng luôn chợ luôn các bạn. Cũng như chợ Tân Hương, ở bên khu vực chợ Tân Hương của quận Tân Phú cũng đóng luôn nha các bạn. Đây các bạn thấy đó, chợ Tân Phú 1 nha các bạn, khu vực cách ly. Khu vực này là coi như là nó không có cho làm gì hết. Các bạn thấy mép bên tay phải các bạn, mép bên tay phải thì nó có là G Chicken, cái shop G Chicken là nó bán gọi là những cái hàng thiết yếu về thịt thả các bạn. Nhưng mà hôm trước mới hôm qua mình mua được, nhưng mà hôm nay là tới đóng cửa luôn các bạn. G Chicken đó các bạn thấy không, màu xanh đó các bạn. Đó các bạn thấy đó, G Chicken đó, đó là thức ăn sạch đó các bạn. Đó các bạn thấy đó, đó thì mình đánh cái dấu chéo vừa là các bạn thấy rồi đó. Đó, bằng mọi giá đợt này thì chính phủ trong vòng 2 tuần nữa dập được dịch các bạn. Thì nhà nào cứ ở yên đó, không có đi đâu hết, thì mình nghĩ trong trường hợp này là ngăn tất cả các quận trong nội thành, tức là họ sẽ không cho các bạn đi liên ở quận đâu. Coi như một số công ty mà các bạn ở đâu á, thì các bạn ở yên đó, các bạn không thể đi về nhà được nha. Đó, tình hình này rất là căng các bạn. Cho nên rằng á, thì các bạn thấy á, ngay chỗ đường này các bạn thấy không, bên ngang bên chợ đó các bạn thấy nó có một cái điểm cũng là bị Covid luôn các bạn, cũng là dân dây luôn các bạn. Dân dây có chốt văn phòng, người ta đứng đó, người ta gọi là người ta kiểm tra các bạn không đi đâu hết, chỉ ở trong nhà thôi. Ở đây tất cả các tiểu thương các bạn, người ta vẫn còn buôn bán các bạn, tức là khi các bạn có thể liên hệ trước á thì người ta sẽ đem hàng ra cho các bạn. Những cái tiểu thương này người ta không có bị Covid các bạn, cho nên là tức là không bị Covid, người ta vẫn ra người ta buôn bán bình thường. Tuy nhiên để chắc ăn tình trạng này, nhà nước phải gọi là đóng luôn các tiểu thương này luôn. Cho nên là trong đợt này thì nhà nước cũng có một cái xin lỗi về cái vấn đề này. Tuy nhiên là người dân mình cũng phải thông cảm cho nhà nước cái vấn đề này, để nhà nước dập được cái dịch này, chứ bây giờ dịch lớn lắm rồi các bạn ơi. Cho nên thành phố Hồ Chí Minh tất cả các quận ngày nào cũng dày 100 ca hết, thì các bạn thấy như sao, tức là hiện nay là nó cũng gần Ấn Độ luôn các bạn, tức là Ấn Độ sao chắc giờ chắc cũng bay được số đó luôn đó các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều rồi đó, cho nên là bây giờ đợt năm nay thì các bạn cũng phải cẩn thận nha các bạn. Rồi các bạn thấy kênh hay, vui lòng nhấn like và subscribe ủng hộ mình ha. Rồi bye bye các bạn nha.